đây là để bác sĩ thiếu vắng một người đồng hương. Bây giờ tôi rất là mong muốn à, rồi bác đi vòng qua đây cái rồi bác vòng để về để cho mọi người vui coi. Bác đây bác nhớ chứ. Thế nhân dịp đây xin phép bác sĩ, tôi là thưa quý đồng hương, tôi có một cái câu hỏi để rồi cũng như bản thân tôi cũng như tất cả các cô chú ở đây. Cái việc mà chồng đá, bản thân tôi rất tin tưởng cái lời mà chân thành của bác sĩ. Bây giờ năm rồi tôi đến dự cái khóa học này và có mua được 3 cặp đá. Đêm nào tôi cũng chồng đá ở vùng ra. Cái kết quả tốt nhất là ngủ rất là ngon. Ở cái tuổi này thường chiều là mất ngủ hay đi tiểu đêm. Mà bản thân chúng tôi thường là 11 giờ thì đi ngủ. Ngủ một lèo cho tới 5 giờ sáng mới dậy đi tiểu lần. Đó là một cái kết quả. Hôm nay tôi có nghe, nếu không lầm thì bác sĩ có nói cái việc mà cái chân phù đó, mà nếu mình đá mà mình trồng ở dưới cái lòng chân đó thì nó cũng có tác dụng. Thì đúng như rồi. Vậy có đúng hay không? Đúng rồi. Rồi như vậy thì chúng tôi sẽ về ngoài cái trồng gan, tôi sẽ trồng lòng bàn chân ở dưới bàn chân. Đúng rồi. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai thì sáng mai tôi vô thì có nghe bác sĩ là có nói cái chuyện mà tắm nước nóng là ba nóng hai lạnh gì đó. Ba nóng hai lạnh. Dạ. Tôi thì tôi học lớn người ta. Dạ. Người bạn họ nói kêu là tắm âm dương. Thì tôi thì hay tò mò lắm, mình về mình thử. Thì tôi vô trong bồn tắm đó, có vòi nước đó, tôi xả nước nóng. Đến chừng nào mà tôi chịu không nổi thôi. À, thì tôi ngưng cái tôi để qua bên cái vị trí nước lạnh, nước thiệt lạnh. À, nhưng mà tôi lạnh con lạnh thôi. Nhưng mà theo bác sĩ nói thì phải ba nóng hai lạnh. Đúng rồi. Thì tôi phải về tôi áp dụng cái đó. Rồi. Chứ tôi thì bạn thì nói kiểu tắm âm dương. Dạ. Thì tôi về tôi chỉ nhúng tới chừng nào mà tôi chịu không nổi đó thì tôi bật qua bên cái vị trí lạnh để cho nó thật lạnh đó. Rồi. À, rồi thôi. Dạ. Đó dạ. là cái bài học. Rồi. Dạ. Rồi bác có thể về rồi tôi sẽ giải thích cái này rõ hơn chút xíu để mọi người được học. Dạ dạ. 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 À, cảm ơn. Cái bài học đó là rất hay, đó là ba sôi hai lạnh ha, tức là người ta còn gọi là phương pháp nảy mầm. Bởi vì khi nào mà mình đổ cái lượng nước ba nóng hai lạnh vậy đó thì mình bỏ cái những cái hạt đó vô thì nó rất là mau nảy mầm ha. Cái đó là cái mà độc đáo. Cái thứ hai nữa đó là cái vấn đề nảy mầm á, thì đối với đông y á thì người ta nói là nảy mầm là thuộc mộc, mà mộc thuộc về mùa xuân. Mùa xuân là tất cả là cây cối là sinh sôi nảy nở. Bởi vì sao một cái mùa đông á, lạnh lẽo, lá cây rụng hết và cảnh vật thê lương, coi như là cảnh như một cái vật chết vậy đó. Rồi sau cái mùa đông đó thì mùa xuân là mùa trỗi dậy. Cho nên là khi nó trỗi dậy á, thì những cái mầm á, nó mọc lên, người ta gọi là jeune pousse. Thì cái jeune pousse là cái chính là cái mầm nảy lên. Và những cái mầm mà nảy lên á, là để thể hiện cái gì? Thể hiện cái sức sống, cái sức trỗi dậy. Do đó là trong cái đông y á, là họ nói nếu như mà người đàn ông mà không có sự trỗi dậy vào buổi sáng thì mùa xuân mà, mùa xuân buổi sáng á, là thuộc về mộc, mà mùa xuân mà người đàn ông mà không trỗi dậy thì người đàn ông nó coi như là hỏng rồi. Đi cũng vậy, cho nên dùng những cái vị thuốc á, mà để cho mạnh cái đó lại. Thì mọi người thấy á, là ở hai miền Nam Bắc của Việt Nam chúng ta thì tại sao mà ở miền Bắc á, là uống cái gì? Uống trà. Miền Nam thì uống cái gì? Cà phê. Hai cái đó khác nhau. Bởi vì sao? Vì ở miền Bắc á, là cái xứ miền Bắc là lạnh, ẩm. Cho nên cái sức mà của người đàn ông á, nó cũng có phần nào giảm đi. Cho nên để mà cân bằng trở lại thì chính cái jeune pousse, tức là cái mầm của cái chè đó, nó làm cho người ta tốt ra lại. Trên buổi sáng thức dậy á, là uống cà phê là bậy bạ.
đối với miền Bắc mà uống trà là cái tuyệt vời của miền Bắc. Nhưng bây giờ lần lần bị lai rồi, người ta bây giờ phải đặt uống cà phê, chứ thực ra uống cà phê không đúng. Còn miền Nam á, là vì cái vùng nó nóng, nó nhiệt, thành ra là người miền Nam á, là đàn ông hang táo, cho nên nó uống cái cà phê để cho nó giảm bớt. Nhưng mà mình, nếu mà người nhìn kỹ á, là cái hạt cà phê nó giống cái gì thì mọi người biết rồi. Bên đây bác đi ok nè. Dạ. Rồi ngồi đi. Trời ơi, con trai quý quá, nó săn sóc cho bây giờ đi được bớt gậy rồi hả? Dạ. Rồi. Dạ, dạ, dạ. Đây. Rồi bác hài lòng không? Dạ. Vui ha. Cũng nhờ là. Dạ. Nhân duyên. À, ho, khô cổ. Dạ. Đau cổ. Dạ. Đắng miệng. Khô miệng. Khô. À, có chút ít đàm, nhất là ban đêm đau chân và đầu gối. Thì mấy cái mà để săn sóc cho bác á thì ông con cũng nắm được hết rồi ha. Và cái mà chỉ khuyên bác một cái để cho năm sau á là bác đến đây á không với cây gậy mà con trai bác đã nắm được cái quy trình này rồi, cho nên đó là cái vấn đề mà giải quyết cho bác không phải là một cái thời gian nhất định sớm mà phải có thời gian hơi dài chút xíu. Thì cái điều mà tôi muốn nói bác á là phải làm sao sống cho nó khỏe mạnh ha. Mà muốn khỏe mạnh thì phải hơi chuyên cần chút xíu. Hồi sáng cái con gái có về ở chung với bác không? Con gái nhỏ nhỏ đó rồi có ở chung với mẹ không? Thì cái điều quan trọng á là em phải học cái phương pháp này qua ông anh ha, tại vì nhiều khi ông anh không có gần thì có thể em gần em săn sóc giúp. Cái thứ hai nữa là không bao giờ quên, đó là chồm đá hàng ngày và một ngày chồm hai lần càng tốt thì em sẽ thấy sức khỏe của mẹ em cải thiện từ từ, mà chỉ có vậy thôi. Ok rồi, bác có nói muốn nhắn nhủ điều gì không? Qua đây thì mình con cảm thấy đi cái nó nhẹ nhàng mà nó đỡ đỡ nhiều, chứ còn mấy bữa đi là đi một chân thì đạp xuống một chân thì đạp xuống không được, phải làm như lông cũng phải chống cái cây. Dạ. Chống cái cây mới bước đi. Thì lúc mà chị á thì con thấy là tại vì chân con cảm thấy á là hồi xưa mổ nghĩ nó tập á, tập rồi bẻ bẻ rồi không biết nó nữa nó là sao, biết không coi lo lo. Đến khi nó đây tập á, cứ quẹo thế ấy cũng ráng để làm coi là sao, để cứ làm cái làm xong rồi cũng gì đi. Nó chả sao, thấy cũng hay thì khỏe, bước đi nó không có đau nữa. Nghĩ cũng mừng. Vậy là mình bỏ cái chân vô. Tàn cái chân như vậy á, mình tưởng tượng là nhiều khi mình đi bộ nó cử động và nó khác. Nó sẽ tốt hơn. Dạ. Sợ nó đau hơn. Dạ. Thành ra mà thấy nó cũng tốt. Vậy nó tốt hơn. Dạ. Dạ. Mừng. Dạ. Dạ. Mừng. Thành ra giờ ngày nay đã. Thành ra đã mùi. Có mùi về chứ. Nhưng mà chưa có định học thầy. Dạ. Thành ra cũng chưa có hiểu. Chưa hiểu được là phải. Nghe bác tự nói thì cũng ráng lại. Dạ. Để mà học. Dạ. Thì con gái con nó cũng má cứ đi, con cũng đi học. Yeah. Đi học cho biết. Yeah. Rồi mình nghe thầy nói thì con có bạn con trai con. Con trai con cũng không hôn nó. Nó cũng nói thầy vì con là học má. Nhưng mà làm có một hai lần để thầy không có học á. Bây giờ học thầy rồi, ngủ rồi. Với lại có chữa rồi. Thì thầy rất là hay. Dạ, tự tin. Chân cẳng con đi á, thấy nó không có đau nữa. Nhưng mà cũng yếu. Dạ. Cũng đi từ từ nhưng mà đi được. Nhưng mà chồm đá xong ngày mốt là cái chân rất là khỏe. Dạ. Đi không có gì đâu. Thật là tính là chuyện này là về lại. Được phải làm. Dạ. Nó cũng đã đẹp. Có khi là nó cũng đẹp. Nó có bệnh đường. Dạ.
còn có bệnh thận xong nữa. Được, không sao. Thường nói quý nói mà sao rồi. Sao bây giờ hết phiên nửa đêm làm, không sao hết á. Phiên nửa đêm mà tự dậy, tự nhiên nó khô, Bác sĩ xin phép bây giờ nói với bác như nè, tức là ở nhà đó thì em chịu khó làm cái nước sôi á. Thường thường bây giờ là bên ngoài thị trường nó có bán cái loại mà xông hơi bằng cái nước sôi á, đun nước sôi á, để cho mình cho nó tiện để đừng làm gây bỏng. Thì bà lấy cái khăn to mình trùm lại, rồi mình hít cái hơi nước mà bơ nó đun sôi á, nó thổi với mình hít vô. Hít vô có nghĩa là mình dùng cái nước sôi đó để rửa mũi ha, rửa mũi cho nó thông. Và có thể sáng mình làm lần, tối mình làm lần. Lý do là sao? Tại vì á, là cái mũi á, là khi lớn tuổi á, thì nó có hơi có vấn đề chút xíu này ha. Thành ra là nó bị nghẹt, nó không có thông. Do đó khi ngủ á, là bác phải ngủ mà thở bằng miệng. Và chính vì thở bằng miệng á, thở vậy đó, rồi cái nghe khò kè á, thì khi mà thở bằng miệng thì không khí nó không qua mũi, thì nó không được sưởi ấm, mà nó đi qua họng á, nó làm cho cái họng mình khô hết. Thực ra là ngủ mình không biết, nhưng mà nó khô cái họng mình hết. Và khi nó khô cái họng rồi á, thì nó có những cái triệu chứng là ho, đồ cái này, nọ các thứ đó. Thành ra là đến bác sĩ không có để ý mấy chuyện đó. Thì ông cứ nói thằng nào ho tao cho thuốc ho, thằng nào không ngủ được tao cho thuốc ngủ. Nhưng mà thực ra là do cái chuyện mà thở của bác. Em hiểu rồi ha. Thì em cho xong thì sau này cái mũi mà lưu thông, tối xong lần sáng xong lần, thì sẽ tự nhiên thấy cái miệng của bác thức dậy không còn khô nữa. Ok. Khô dưới đắp miệng. Thì nước, cái không khí nó qua đó, nó trực tiếp vô trong họng mình để làm cho khô thì mình thấy đắng miệng. Nhưng mà khi mà cái mũi mà thông rồi á, thì không có thở bằng cái miệng nữa, thì nó sẽ không còn cái triệu chứng nữa. Vậy bác ha. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.